This is the first time we are here in Vietnam and we find it very exciting to be here in Secretech Vietnam because this gives us a platform from an Indian organization to showcase a product of ours and at the same time get us a global awareness of our product. So it's quite good and interesting. Let's see how it goes. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Edtech Vina tham gia triển lãm Secotech. Chúng tôi nhận thấy rằng triển lãm Secotech hàng năm thì là một trong những triển lãm chuyên ngành về phòng cháy lớn nhất tại Việt Nam hàng năm và là một cái cơ hội lớn để những nhà sản xuất như Edtech Vina có thể tiếp cận cũng như là để cho khách hàng trải nghiệm các sản phẩm của chúng tôi. Thật ra là mình thấy Secotech Việt Nam là một buổi triển lãm giúp cho mọi người ở trong cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được tìm hiểu sâu hơn và các sản phẩm mà mình mang đến ấy, thì mọi người sẽ có được những cái cơ hội trải nghiệm tốt hơn. Bởi vì thì hiện tại do cái lần triển lãm tại Hà Nội và năm Secotech 2023 năm ngoái thì bên mình đã có một cái gian hàng trải nghiệm quả cầu và cái điều đấy cũng đã được đón nhận rất nhiều từ các cái khách hàng ấy. Thì mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm khá rất là tốt cho các khách hàng của Tết 13 nói chung và các khách hàng của gian hàng khác nói riêng. Secotech Việt Nam thì tập trung nhiều cái giải pháp mới về phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy cháy là một cái vấn đề rất là nóng hổi hiện nay của thị trường nên là Secotech Việt Nam quyết định tham gia cái Secotech Việt Nam để cùng trưng bày những cái giải pháp mới của Secotech tại thị trường Việt Nam. Secotech Việt Nam thì mang những cái lợi ích và hiệu quả tới những doanh nghiệp khác thì nó sẽ mang kết nối những cái doanh nghiệp lại với nhau và sẽ kết nối những cái nhà phân phối, nhà cung cấp và sẽ giúp cho những công ty đó sẽ được tìm kiếm khách hàng và nâng cao lợi nhuận của mình. Tất nhiên là lần tổ chức diễn giảm lần sau anh sẽ quay lại. 작년 하노이 Secotech Vietnam부터 베트남 유통 시장 및 소방 안전에 대해서 중요하게 생각하게 되었습니다. 그래서 앞으로 향후 지속적으로 베트남 시장에 진출하여 그 소방 안전에 대해서 저희가 책임질 수 있도록 노력하겠습니다. So one key objective that we have here is to reconnect with our customers and to give the assurance in the Vietnam market that HD Fire Protect will be a company that will supply and will support many of the construction that are happening in Vietnam right now. And we believe that we have the right product in order to showcase, to show and to build in together with many key important projects that are available in Vietnam. So that's our objective, to make sure that Vietnam is aware that HD Fire Protect is in business in Vietnam. And we are here to help and support. Mục tiêu của triển lãm này của mình đó sẽ là tiếp cận được càng nhiều các tệp khách hàng mong muốn, bao gồm là doanh nghiệp, người dân hoặc là các công ty về kinh doanh và phân phối. Bên cạnh đó, mình muốn cho mọi người biết được là các lợi thế của Wishualam và Dahua đang có, cũng như các sản phẩm ưu việt mà bên mình sẽ có thể đáp ứng được cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Secotech has helped me as an exhibitor, like under one roof I could meet all the clients together and make new clients as well as partners also. So that is how Secotech has helped me. Yes, I feel Secotech Vietnam is a big market for us. So I hope we can do work together as a partner in this market. Yes, Secotech Vietnam is a good platform given the basis that this has given us the first time, and this is the platform wherein we get the exposure to all the people in the industry, be it in the fire and in the security industry. So that's a good option for us, and then we get the right set of people also. I mean, the whole point is that the right set of people come in here and visit us and we get that exposure. From that standpoint, Secotech Vietnam is good, yes.